Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý sau. 6 tháng đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV tiêu thụ trên 24,3 triệu tấn than, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Nhiều địa phương, trong đó có Quảng Ninh, đang tiếp tục tăng cường vận động nhân dân thực hiện tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hôm nay ngày 28 tháng 6 là ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Mỗi người hãy có những hành động, việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm vun đắp, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm với gia đình của mình. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2022, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn bởi tác động của dịch bệnh COVID-19. Xung đột Nga-Ukraine, giá nguyên liệu đầu vào tăng. Khó khăn là vậy, song với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, hỗ trợ của tỉnh cùng quyết tâm cao, nỗ lực lớn của hơn 9 vạn công nhân, cán bộ đã giúp Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất trong 6 tháng đầu năm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Vào thời điểm cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm nay, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, trong đó có công ty cổ phần Than Vàng Danh bị thiếu hụt tới 50-60% số lao động do mắc COVID-19. Trước khó khăn đó, Than Vàng Danh đã chỉ đạo các phòng ban phân xưởng tích cực chủ động triển khai các biện pháp đồng bộ trong điều hành tổ chức sản xuất, đặc biệt là trong việc chuẩn bị tốt diện sản xuất, phát huy năng lực thiết bị cơ giới hóa đồng bộ, bố trí, sắp xếp lao động phù hợp. Nhờ vậy mà 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Than Vàng Danh đạt 55% kế hoạch năm. Không những giúp đảm bảo ổn định việc làm cho thợ mỏ, kết quả này còn có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bởi Than Vàng Danh là đơn vị có sản lượng than khai thác hầm lò lớn nhất tập đoàn trong năm nay. Qua kết quả sản xuất của 6 tháng đầu năm, thì công ty thực hiện hoàn thành các cái chỉ tiêu là trên 55%. Từ than nguyên khai, than hầm lò và đặc biệt là quan tâm đến cái đời sống cán bộ nhân viên, thu nhập tiền lương và những cán bộ công nhân viên và mắc COVID ấy, thì công ty đều tổ chức khám sức khỏe cũng như là cho đi nghỉ dưỡng và cấp các cái thuốc bổ để làm sao đảm bảo sức khỏe tham gia sản xuất. Ngoài khó khăn bởi dịch bệnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, sản xuất kinh doanh của TKV cũng chịu tác động nặng nề bởi chiến sự giữa Nga và Ukraine, làm cho giá dầu, giá sắt thép, nguyên liệu đầu vào và giá than nhập khẩu tăng rất cao. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi chính sách Zero Covid của Trung Quốc, gây khó khăn làm gián đoạn việc nhập khẩu vật tư thiết bị, phục vụ sản xuất của nhiều đơn vị. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn kịp thời của Trung ương, của tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cũng đã chủ động, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất tại các mỏ lộ thiên, huy động tối đa các loại than tiêu chuẩn cơ sở, đất đá lẫn than để chế biến ra than thành phẩm đủ điều kiện để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Tăng cái sản lượng mà tiêu thụ của các đơn vị là kéo về các kho mỏ và cân đối vào cái sản lượng mà tập đoàn ký nhận của các nhà máy nhiệt điện để và cân đối cái sản lượng than trong nước để nhằm pha trộn khi có cái tàu sản nhập khẩu về để đáp ứng đảm bảo cái kế hoạch mà giao than cho các hộ điện. Với tinh thần vượt khó, sáng tạo trong lao động sản xuất cùng nỗ lực của tỉnh trong kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp hỗ trợ kịp thời, dự kiến kết thúc 6 tháng năm 2022, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đạt 57% kế hoạch năm, vượt từ 5-7% so với cùng kỳ năm 2021, đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường, nhất là cho các nhà máy nhiệt điện. Than sản xuất 22,4 triệu tấn, than tiêu thụ 24,3 triệu tấn, trong đó than tiêu thụ cho các nhà máy nhiệt điện đạt 18 triệu tấn, nộp ngân sách cho tỉnh Quảng Ninh 8.000 tỷ đồng. Dự báo 6 tháng cuối năm, diễn biến phức tạp của thị trường cùng với giá nguyên, nhiên liệu đầu vào còn có xu hướng tăng, tiếp tục tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, Tập đoàn TKV xác định
tiếp tục phải làm tốt hơn nữa công tác dự báo thị trường để chủ động trong điều hành sản xuất, tiêu thụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tăng cường chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành. Tập đoàn sẽ điều hành khai thác than ở mức tối đa trên cơ sở mà giấy phép khai thác và điều kiện kỹ thuật, điều kiện thời tiết cho phép để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thụ than. Trường hợp mà nhu cầu tiêu thụ than tăng quá cao, vượt quá khả năng sản xuất của tập đoàn thì tập đoàn sẽ đẩy mạnh cái việc nhập khẩu than vượt trên cái con số 4,7 triệu tấn theo kế hoạch để đáp ứng cái nhu cầu tiêu thụ. Phát huy truyền thống, kỷ luật và đồng tâm, công nhân cán bộ ngành than quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất 39,1 triệu tấn than, than tiêu thụ 43 triệu tấn trong năm 2022, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế là một trong ba trụ cột an ninh năng lượng quốc gia. Sau 4 ngày diễn ra tuần xúc tiến tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp Quảng Ninh năm 2022 đã có 4.800 lượt khách tham quan mua sắm tại hơn 30 gian hàng với trên 150 sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP của 13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ninh. Doanh thu bán hàng đạt 780 triệu đồng, trong đó các sản phẩm OCOP bán tốt nhất là trứng vịt biển Đồng Ruy, Tiền Yên, hải sản Cô Tô, nem chua Quảng Yên, các sản phẩm sữa Đông Triều, miến dòng Bình Liêu. Dự kiến trong thời gian tới, các hoạt động xúc tiến quảng bá sản phẩm OCOP liên quan tới các hoạt động du lịch sẽ được tiếp nối. Đó là các phiên chợ kết nối người tiêu dùng được tổ chức với tần suất 1 đến 2 buổi một tháng ở các khu vực đông dân cư hoặc khu du lịch như Bãi Cháy, tổ hợp vui chơi giải trí Sun World, thành phố Cẩm Phả. Bản tin tiếp tục với một số tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý. Thời điểm này, giá hành hoa tăng gấp 4 lần so với dịp sau Tết Nguyên đán. Với mức giá 15.000 đồng 1 kg như hiện nay, người trồng hành có thể thu 60 triệu đồng một sào một năm, cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Hành hoa là cây rau màu dễ sống, thời gian quay vòng, gối vụ nhanh. Trung bình mỗi năm người dân có thể trồng từ 3 đến 4 vụ. Nếu chăm sóc tốt thì mỗi sào có thể đạt sản lượng 1,5 tấn hành. Trong lúc giá ghẹ xanh đang giữ ở mức giá 500.000 đến 750.000 đồng 1 kg thì ghẹ đỏ giá chỉ từ 160.000 đồng 1 kg. Ghẹ xanh gần đây tăng giá vì khó đánh bắt, xăng dầu tăng giá cũng khiến ngư dân ít lên tàu ra biển săn ghẹ. Trong khi đó, ghẹ đỏ vẫn giữ ở mức giá thấp, thậm chí còn rẻ hơn mọi năm vì đang vào mùa sản lượng đánh bắt lớn. Những năm trước, nhà hàng, khách sạn đặt nhiều để phục vụ khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên năm nay lượng khách vẫn khiêm tốn nên ghẹ đỏ được bán ra thị trường nhiều hơn, giá thành vì thế cũng rẻ hơn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết không có chuyện vải thiếu chất lượng cao có giá 5.000 đồng 1 kg. Thực tế, những ngày qua giá vải xuất khẩu dao động từ 15 đến 30.000 đồng 1 kg cho từng loại. Chỉ có vải xấu, thải loại mới có giá 5.000 đồng 1 kg. Do thời gian vải thiếu chín chỉ kéo dài khoảng 1 tháng rưỡi, trong khi diện tích vải của Lục Ngạn rất lớn nên cùng một điểm trong một buổi sáng hàng ngày sẽ có cả chục nghìn hộ mang vải xuống chợ bán, dẫn đến tắc đường cục bộ. Hiệp hội Nước mắm Việt Nam mới đây đã phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổ chức hội thảo đẩy mạnh xuất khẩu nước mắm, định hướng và giải pháp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, xuất khẩu nước mắm bình quân cả nước mới đạt tỷ lệ khoảng 12,6% so với tổng sản lượng. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 mới đạt 28,53 triệu đô la Mỹ. Để phát triển bền vững ngành hàng nước mắm phục vụ xuất khẩu, cần mở rộng thị trường xuất khẩu với sự đa dạng về chủng loại sản phẩm, đầy đủ hồ sơ truy xuất nguồn gốc, đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm của các thị trường, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất trong quá trình sản xuất. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh tái phát trong thời gian tới rất cao khi người chăn nuôi đang đẩy mạnh tái đàn, tăng đàn. Để ngăn chặn dịch bệnh tái phát, ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều giải pháp. Đến nay, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người chăn nuôi tập trung áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, thường xuyên khử trùng, khiêu độc, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn, sinh học, không nên tái đàn ồ ạt, mất kiểm soát, dễ làm phát sinh dịch bệnh. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm khi dịch tả lợn châu Phi mới xuất hiện, tuyệt đối không để lan ra diện rộng. Theo thống kê đến hiện tại, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong cả nước mới chỉ đạt trên 45%. Người dân trên 18 tuổi tiêm mũi 3, mũi 4 thấp. Nhiều địa phương không muốn tiếp nhận vaccine được phân bổ.
Các chuyên gia cho biết, dịch COVID-19 đạt được thành quả như hiện nay là nhờ vào hiệu quả của tiêm vaccine, và để đảm bảo hiệu quả bảo vệ của vaccine, vẫn cần thiết phải tiêm nhắc lại. Đây là đợt tiêm chủng thứ 5 của học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ, thành phố Thái Nguyên. Thế nhưng, cũng mới chỉ có hơn 400 em được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên tổng số 1.200 em. Bây giờ lại càng giảm bởi vì các cháu nghĩ là dịch nó qua rồi nên là số lượng phụ huynh đăng ký lại càng giảm hơn. Ví dụ như hôm nay lượng của trường chỉ được tầm 56. Thống kê tại Bệnh viện Nhi Trung ương cho thấy, trong 5 tháng đầu năm, có 9.870 bệnh nhi mắc COVID-19 thì hơn 1.000 bệnh nhi phải nhập viện điều trị. 30 ca tử vong do có bệnh nền như suy gan cấp, sau mổ teo một bẩm sinh, viêm não. Từ tháng 3 đến tháng 5, có khoảng 370 bệnh nhi mắc hội chứng viêm đa hệ thống liên quan tới COVID-19, chủ yếu thuộc nhóm 5 đến 11 tuổi. 97% bệnh nhi này đều chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Và với cái hội chứng viêm đa cơ quan này thì có những cháu cần phải đã phải thở máy rồi lọc máu rồi thậm chí phải làm màng trao đổi oxy ngoài cơ thể, tức là ECMO, và cái tình trạng của các cháu nó rất là nặng nề, và cái phương pháp điều trị cũng khá là tốn kém với những cái điều trị như là cái thuốc mà truyền immunoglobulin đường tĩnh mạch phải truyền thì hàng trăm triệu. Tại Việt Nam, hệ thống quản lý điều trị COVID-19 ghi nhận 52,8% số ca tử vong là chưa tiêm vaccine và chỉ có 7,3% đã tiêm 3 mũi. Với những người tiêm mũi 4, hiệu quả bảo vệ khỏi nguy cơ tử vong lên đến 76%. Cái hiệu lực bảo vệ, cái tính miễn dịch của vaccine phòng chống COVID-19 nó bị giảm đi, nó không còn được như trước nữa. Và như vậy thì chúng ta muốn có được cái miễn dịch mà nó tăng lên để đáp ứng được cái phòng bệnh thì chúng ta phải có cái việc tiêm nhắc lại. Thế và người ta cũng thấy rằng là sau khi tiêm nhắc lại thì cái hiệu quả bảo vệ của cái vaccine phòng chống COVID-19 nó tăng lên. Cái hiệu quả của tiêm vaccine mũi 3 là rất là quan trọng để phòng cái nguy cơ tử vong cho người mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong các cái nghiên cứu trên thế giới cũng như là có nghiên cứu của Việt Nam thì cho thấy là kháng thể kháng SARS-CoV-2 đã giảm đáng kể sau khi tiêm mũi 3 là 15 tuần, và cái đặc biệt là đối với biến chủng Omicron. Những bằng chứng khoa học cho thấy việc tiêm vaccine phòng COVID-19 là cần thiết, đặc biệt là mũi nhắc lại lần 2, tức là mũi 4, cho những người mắc bệnh nền, người cao tuổi và lực lượng tuyến đầu và người làm tại các khu công nghiệp để giảm nguy cơ nhập viện, đứt gãy chuỗi sản xuất. Còn tại Quảng Ninh, để việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 4 đạt tỷ lệ cao, ngành y tế cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân. Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Ba Chẽ đang đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 4 cho người trong diện tiêm chủng trên địa bàn. Tuy nhiên, với đặc điểm là địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vẫn còn một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, không chủ động đi tiêm chủng. Đó cũng là lý do mà công tác vận động được địa phương này đặc biệt coi trọng. Trước mỗi buổi tiêm, cán bộ y tế xã đều dành thời gian tới giải thích vận động cho người dân. Ngoài những cái đối tượng ủng hộ cũng như là đến với mình, còn ngoài ra còn có một số những đối tượng là người ta đã mắc COVID, là tiêm 3 mũi, người ta đã mắc COVID là với lại cái triệu chứng rất là nhẹ, người ta có cái tư tưởng là không cần tiêm mũi 4 nữa. Với lại những cái đối tượng là tàn tật thì chúng tôi đặc biệt là quan tâm vào những cái hai đối tượng này, chúng tôi đến tận nhà, tận gia đình để động viên, thậm chí là chúng tôi bố trí ban chỉ đạo xã bố trí xe đi đón những cái người tàn tật đến tận nơi tiêm. Qua bà cũng sổ đấy, bà cũng sổ COVID đấy, khổ thổ lắm. Mấy cái đấy đau đầu, đau cả cái chân đấy. Đi cũng không đi được, mệt lắm. Thấy bác sĩ nói rồi bảo bà đi đêm cái mới 4 đây, không bà cũng đi ngay. Theo giả soát, tổng số đối tượng trong diện tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Ba Chẽ là 3.609 người. Đến thời điểm hiện tại đã có 2.494 người được tiêm chủng. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia tiêm vẫn được triển khai tích cực, song song với việc tổ chức thường xuyên các đợt tiêm vét, tiêm bổ sung. Y tế trên địa bàn chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trạm y tế thực hiện vận động tuyên truyền và chú trọng các cái đối tượng tiêm và làm sao mà đảm bảo an toàn nhất trong cái quá trình tiêm chủng. Theo số liệu từ CDC Quảng Ninh đã có gần 240.000 người được tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19.
Mạng xã hội những ngày qua đang lan truyền thông tin về biến thể Omicron mới gây dịch COVID-19 độc hơn biến thể Delta gấp 5 lần và có tỷ lệ tử vong cao hơn. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định đây là tin giả. Theo đó, Bộ chưa nhận bất kỳ thông báo nào về việc biến thể mới của COVID-19 như trên. Tổ chức Y tế Thế giới cũng chưa có cảnh báo với nội dung như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng trước những thông tin không chính xác. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa kết thúc, người dân không nên chủ quan mà vẫn nên tiếp tục thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế về việc phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Hôm nay ngày 28 tháng 6 là Ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Ngày Gia đình năm nay tiếp tục là dịp để mỗi người hướng về tổ ấm, có những hành động việc làm thiết thực, ý nghĩa nhằm vun đắp, lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm với gia đình của mình. Phóng sự thực hiện tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Gia đình bà Vũ Thị Thanh Vân, khu 5 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long là gia đình có 3 thế hệ cùng sinh sống, tôn trọng, yêu thương, bình đẳng, sẻ chia. Chính là những yếu tố then chốt giúp gia đình 3 thế hệ của bà Vân luôn chung sống hòa thuận, hạnh phúc trong suốt hàng chục năm qua. Đối với một gia đình hòa thuận thì có 2 mấu chốt mà tôi rút ra từ kinh nghiệm thực tế. Thứ nhất là những thành viên trong gia đình phải chia sẻ với nhau tất cả mọi công việc, giúp đỡ nhau. Ví dụ như ông bà thì là hỗ trợ con cái trong việc khi các cháu nó bận rộn công tác thì hỗ trợ để chăm sóc các cháu hoặc là đưa đón các cháu. Thứ hai nữa là các thành viên, đặc biệt là những phụ nữ trong gia đình phải là những người bạn chia sẻ với nhau. Và mình là người lớn phải gương mẫu. Cái sự tôn trọng lẫn nhau là một cái điều mà phải xuyên suốt trong cái tư tưởng trong gia đình, cho mỗi con người. Thế là nó trở thành nề nếp, nó trở thành cái truyền thống. Từ cái thế hệ chúng tôi sống với bố mẹ, nhưng bây giờ lại đến chúng tôi lại là bố mẹ để cho các con nó noi theo. Sự quan tâm chăm sóc của ông bà thì luôn là tấm gương để chúng tôi noi theo. Và trên cơ sở đấy thì chúng tôi sẽ luôn là nhìn ông bà để mà học tập, dạy dỗ con cái để các cháu có thể biết được là kính trên nhường dưới, anh em hòa thuận với nhau. Cũng là sau này khi mà chúng tôi già như ông bà thì các cháu cũng sẽ nhìn vào chúng tôi để biết là chăm sóc bố mẹ như thế nào, giống như chúng tôi đã làm, đang làm với ông bà để duy trì nề nếp trong gia đình. Còn ở gia đình chị Vũ Mỹ Anh và anh Nguyễn Văn Toàn, khu 3 phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, dù bận rộn với công việc, anh chị vẫn dành thời gian cho con. Khái niệm trụ cột gia đình chia đều cho cả hai, cùng nhau gánh vác tài chính, việc nhà, đồng hành với con cái, nên ngôi nhà nhỏ luôn vui. Cùng con trưởng thành là bí quyết hạnh phúc của gia đình nhỏ này. Để duy trì một gia đình ấm cúng thì đối với vợ chồng trẻ như chúng tôi này, đầu tiên là phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Mỗi bên nhường nhịn nhau một chút. Không thể tránh được những cái xích mích trong gia đình đâu. Nhưng tuy nhiên, mỗi người nhường nhịn nhau, rồi chúng ta cùng chăm chỉ cố gắng phấn đấu từng ngày, từng giờ vì những đứa con của mình. Tình cảm ấm áp của mình này, nó sẽ dung hòa được hết mọi thứ, tha thứ được hết. Nên là cái mái ấm ấy, nó là một trong những quan trọng nhất cho tuổi thơ của con cái, cũng như là cái hạnh phúc mãi mãi về sau của chúng ta. Xã hội thay đổi, mô hình gia đình Việt Nam cũng đang thay đổi, với số lượng gia đình hạt nhân tăng lên, thay vì nhiều thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Nhưng, dù là mô hình gia đình nhiều thế hệ hay gia đình hạt nhân, thì những giá trị tốt đẹp của nếp nhà vẫn luôn được gìn giữ, phát huy, bởi nhà nhà bình an, đất nước mới hạnh phúc, đúng như thông điệp của Ngày Gia đình năm nay. Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Mỗi người hãy luôn nâng niu, gìn giữ, trân trọng tình cảm của những người trong gia đình, để gia đình luôn là điểm tựa, là nơi nương náu bình yên sau những giông bão cuộc đời. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn là đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Để thực hiện nhiệm vụ này, tổ chức đoàn luôn có những cách làm hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế. Ngoài tư vấn hướng nghiệp, các cấp bộ đoàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng còn trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp và thanh niên, nhất là khi thị trường lao động phục hồi sau những tác động của dịch COVID-19. Hiện thành phố Hải Phòng có khoảng 409.000 người trong độ tuổi thanh niên, chiếm 19,7% dân số. Trình độ học vấn, tỷ lệ thanh niên được đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật ngày một tăng.
là nguồn bổ sung có chất lượng vào lực lượng lao động của thành phố. Đồng hành với thanh niên, thời gian qua, các cấp bộ đoàn thành phố đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 140.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 41.000 đoàn viên thanh niên, tổ chức ngày hội việc làm, tạo cơ hội cho lực lượng lao động trẻ này tiếp cận, tìm hiểu thông tin, yêu cầu của doanh nghiệp để có việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân. Thì em cũng nhận thấy được là đơn vị tổ chức đã quy tụ được rất nhiều các doanh nghiệp quốc tế tới đây để chia sẻ các cơ hội việc làm đến, thì em nhận thấy rằng đây là một cơ hội rất tốt cho thị trường việc làm Hải Phòng nói chung và cá nhân em nói riêng ạ. Và là một đối tác hợp tác rất là lâu năm với lại trường Đại học Hải Phòng, nên là mỗi một năm cái ngày hội việc làm là chúng tôi đều có mặt và chúng tôi đều kỳ vọng rất là nhiều sau những cái ngày này. Bởi vì là sinh viên của trường Đại học Hải Phòng thì cũng rất là năng động, và đặc biệt là mỗi một kỳ tốt nghiệp thì công ty chúng tôi cũng tuyển dụng được khoảng 50 đến 60 sinh viên chuyên ngành tiếng Trung của khoa ngoại ngữ trường Đại học Hải Phòng đến làm việc. Nên là chính vì vậy mà tôi đến đây với một cái tâm thế rất là khát khao là năm nay là sẽ tuyển dụng được nhiều ứng viên hơn năm ngoái ạ. Song song với đó, thành đoàn cũng phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động kết nối với doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh việc hợp tác đào tạo mở. Và năm nay thì có một điểm mới, đó là chúng tôi kết hợp với lại Trung tâm Dịch vụ Việc làm của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành đoàn Hải Phòng để phối hợp tổ chức chương trình. Trung bình mỗi một năm thì chúng tôi mời từ 25 đến 30 doanh nghiệp tiêu biểu trên và ngoài địa bàn thành phố. Và với cái lượng doanh nghiệp này thì chúng tôi đã tạo ra khoảng hơn 2.000 các cái vị trí việc làm. Với mục tiêu trong 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2030, thành phố sẽ lấp đầy 90% diện tích 12 khu công nghiệp và mở rộng thêm các khu công nghiệp mới, thì Hải Phòng cần tới 300.000 người lao động. Trong đó, số lao động đã qua đào tạo cần phải đạt khoảng 40%. Do vậy, vai trò cầu nối của tổ chức đoàn trong nhiệm vụ liên kết giữa cơ sở đào tạo, lực lượng lao động trẻ và doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết. Hôm qua 27 tháng 6 tại Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh, các thí sinh Sao Mai Quảng Ninh 2022 đã có buổi tập luyện đầu tiên để chuẩn bị cho vòng thi trung khảo sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tới. Tại vòng trung khảo, mỗi thí sinh sẽ dự thi hai ca khúc thuộc một trong ba dòng nhạc, thính phòng, dân gian hoặc nhạc nhẹ. Các thí sinh đã bốc thăm số báo danh, thứ tự dự thi và tập luyện với sự tư vấn của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và nghệ sĩ vùng mỏ Lương Ngọc Diệp trong việc chọn bài, cách xử lý ca khúc để có thể khoe được chất giọng và hoàn thiện hơn ca khúc dự thi của mình. Chất lượng thí sinh năm nay rất đồng đều và thấy có nhiều bạn là đã vượt trội lên và nhiều bạn chuẩn bị rất là kỹ càng. Hôm nay là cái buổi tập đầu tiên thì tôi chia sẻ những cái điều mà các bạn thí sinh còn thiếu, hoặc là những bài vở mà các bạn chọn chưa phù hợp với chính cái giọng hát của các bạn, để làm sao đó các bạn tìm được cái bài hát và luyện cho các bạn có những cái điểm nhấn trong bài hát để các bạn có cái bài hát sau này thi nó tốt hơn. Em có gặp khó khăn trong vấn đề thời gian chuẩn bị vì nó khá là gấp rút ấy, nhưng mà em cũng đã tập được tương đối ấy, và cũng đã có sự hỗ trợ của tổ tư vấn về cái cách mà trình diễn và xử lý bài hát của em tốt hơn ạ. Để chuẩn bị cho vòng trung khảo thì chúng em đã chuẩn bị hai bài hát ạ. Thì hát với nhạc beat, và hôm nay là buổi tập đầu tiên thì anh Hoàng Tùng đã hướng dẫn cho chúng em rất là kỹ càng. Em thấy đã chỉ ra cho mình rất là nhiều lỗi sai và cần khắc phục ạ. Em nghĩ là có sự hướng dẫn đấy thì mình sẽ rất là tốt cho vòng sau ạ. Mình vẫn chưa chuẩn bị được kỹ lắm và hai cái bài mình đang chuẩn bị đây là vẫn còn rất là nhiều khuyết điểm. Nhưng mà với sự góp ý và xây dựng bài của các anh chị ban giám khảo thì hôm nay mình cảm thấy là mình học hỏi rất là nhiều điều. 20 thí sinh sẽ có 2 ngày để tập luyện trước khi bước vào vòng trung khảo diễn ra ngày 29 tháng 6 tới tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật, thành phố Hạ Long. Tại vòng thi này, ban giám khảo sẽ chọn ra 9 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào ngày 3 tháng 7 tại thành phố Hạ Long. Bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.